Alo. Alo anh em, và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. Chắc mình sẽ chơi Pèo đi. Pèo dễ chơi nhất. Chắc lấy một con Teo được không nhỉ? Kia là hai con Teo, một con Vét rồi. À chứ được, còn một cái vấn đề nữa, một con Teo này biết cân được ba con quái không? Chắc là cân được nhỉ? Đi không cân được nhỉ? À, mình tiết kiệm mình sẽ lấy một con Teo rồi thôi nhé. Nhưng mà nó có thêm một con này nữa nên mình kiếm thêm một con đã có đi. À không, lấy thêm ma đốc. Thêm ma đốc anh em ơi. Có thương à? Có thương, có Teo à? Chưa nghĩ bao giờ nghĩ viễn cảnh đấy anh em ơi. Đã lâu chưa em như thế. Ngày cân được không nhỉ? Bắt con na cót này. Một ulti, một ulti. Chết cả đôi. Hơi yếu nhỉ. Kẹp hai con thú vào hơi vô dụng, biết thì kẹp xứ ma lốc với cả một con thú tạm gì đấy. Bán tạm nhỉ nhá. Bây giờ thì thua cũng được, bây giờ thì thua cũng được. Thường trong này nó hai ma tộc này cũng yếu nhớt mà anh em. Thế thôi nhỉ, thua làm quái thì thắng đi. Đây đi. Đã bắt được con Nakod này. Mình hai con ma lốc cơ, thoải mái chơi nhỉ. Trận này hắc ám khá là nhiều, mong không có người tranh tướng mình anh em. Để cho con này vào đi. Xuống nhất thì bán con Vera đi nhá. Người bán luôn. Bắt con rồng này. Ma đốc nhảy được góc kia này. Đây. Nói chung quả đầu mình hơi fail ấy. Hãy ở đấy cho ma lốc với một con Darcy vào ngon hơn nhỉ. Cho hai con thú vào hơi hơi thiếu thốn tinh thần một tí. Anh thiếu uy tín nào ấy. Check phát xem này có thương không? Nhìn không phải có thương, mỗi mình có thương thôi. Đặt teo còn ra thương cái này. Quá đáng quá không nhỉ? Quá đáng không nhỉ? Chơi game như vậy có quá đáng quá không ta? Khó cản mình nào, một con nắc, hai con nắc. Ok, hai con nắc thôi chơi được. Dở phết nhở. Hèn thú đi. Suy nghĩ cho em nhé, suy nghĩ cho em đánh cung không? Có thể tùy. Cái này mình cho con Teo, mình con Teo bắn bùm phát chết luôn không nhỉ? Con Teo bắn là bao nhiêu đam? 1500 à? Con Malok nhảy là bao nhiêu đam? 1500. Teo bắn đường thẳng, Malok nhảy đường kia. Mình cho con Teo ngon hơn. Teo bắn bùm phát xong rồi con đấy con tướng ấy chết luôn mình sẽ ok hơn. Bắn phát này hơi xấu đấy. Phải lỗi tính. Không quá xấu đâu, chết đôi luôn. Chết
Chết rồi. Bụp. Đã xì đi thì mua lại nhé. Cung à? Hay đánh cung nhỉ? Có thương đánh cung được không ta? Hết bỏ cung nhỉ em nhỉ? Sách thánh rồi thì đánh một con teo thú. Xong rồi nó cân hết cả bản đồ. Dễ lắm. Dễ là nó phải cân hết cả bản đồ rồi lắm. Sơn quỷ cứ để lại nhé, để mình cân nhắc nhé. Còn lại thì không cần. Mình có 1, 2, 3, 4 cung rồi này. QC. Chuyện này đánh QC cũng được. Thang QC xuống. Mà lúc kia chưa chắc đã nhảy được. Nhưng vì pha đấy nó không chết hết luôn nhỉ. À nhưng mình chưa nhân đôi đam. Không bạn này có gì. Đừng ngay à. Cung thủ à. Mình cung thủ đúng không tại trận này nó hơi làm sao nhỉ? Ô, mình nghĩ bỏ cung thủ đi. Trận này nó hơi vào form mất rồi. Hơi vào form mất rồi nên là mình sẽ chơi điều này. Làm thú đi trước. Tôi mình mang lắm. Này với tín rồi. Cho con keo nhân đôi đam phát. À rồi mình chơi nhân đôi đam. Mình chơi 4 thú nhỉ? Không, chơi này đi. Lên 7 chơi 4 thú nhé. Lên 7 chơi 4 thú sao. Thú giờ hơi sớm. Vì phá cháy phết nhỉ. Kèo này cần hết, kèo này cần hết. Mới ngủ dậy tóc hơi bẩm sờm thì đợi con 10 em check thương lại phát nhé. Mình nghĩ chưa ai có thương. Đồ này đi trong mơ rồi. Trong này là thay cả. Mày khi ngon hơn mà lốc đầu game. Bắt được nhiều góc đẹp tết. Lỡ mất cái góc này của con Nakoth thôi nhưng mà không sao. Mình chưa nào bắt được con rồng rồi. À không bắt được con rồng. Khỏe lắm em ơi. Nãy mất một hai trận gì đấy linh tinh thôi nhưng mà nhìn chung đội này cũng khỏe. Bạn này như cầm hai teo không? Cho hai con teo vào luôn bắn cho sướng nhỉ. Tinh linh trợ thủ, bọn em trợ thủ. Ok, mình đánh thú nhỉ. Phát rồi. Chậm chậm dãi dãi ít cô lên. Xong rồi phát này cho 6 thú vào nhỉ. 6 thú. 2 6 thú này. Đánh thú này ở đây. Thế mình thích để con này lên trên hơn, bởi con này dễ. Dễ ngoèo hơn, cho hết thú lên trên đi. Cho hết thú lên trên đi nhé. Hơi thiếu tanh nhỉ, hay mình cho Malok vào Titan Floor nhỉ. Tại một con treo một hơi, hơi mỏng. Cân nhắc xem sao nhỉ. Ngon phết nhỉ. Treo một hơi, hơi mỏng không ta. Bốn nghìn sáu trăm máu à, 3.000 máu à. Bốn thú thì có khả năng ma lốc vẫn nhảy được một phát. Nếu mà hên đi thử phát nhé. Tại không mình cảm giác cái này hơi ít tanh ấy. Trách thương phát à. Không có thương thì mình cứ để con teo vào góc này nó cho nó an toàn. Không có gì đâu. Thú
cú để hết lên trên rồi này. Nakoth xuống sẽ chém con QC, không sợ. Sao này hơi khó này. Nakoth mình chết này. Khi để xử một con thú là bay xuống đi em. Cho nhìn nó dễ thở. Ok đấy. Còn con Malok mình nên để lại nhé. Mình nên để lại Malok. Malok xuống kia có thêm cái 20 mana này nhưng mà cũng cũng ăn nhiều đam quá thì cũng không ulti được ấy anh em. Xong gì bay xuống này. Con Quizzix bay xuống. Đầu xấu. Quizzix bay xuống ấy, thằng này bay xuống đây này. Này thôi. Chắc là thế này thôi. Có lúc sẽ đi bộ lên. Mấy con thú đi chết hết. Có một con keo nữa này. Có 8 con cầm lại nha các anh em, đỡ phải tỉ. Cầm được con gì thì cầm thôi. Tí nữa mình bán đi. Dưới hay cho thêm một teo nữa nhỉ. Ok hơn. Hai teo bắn hai góc. Này cho. Lo xiên đôi này. Keo trông ngon hơn. Chưa gặp em như thế. Magic pervades everything. Cái bóng floor nhỉ. Có thể tự ôm lại cho anh em đỡ phải tìm. Một thương bắt đáy này. Đấy, mày thì chạy. Chạy liền anh em ơi, chạy liền, chạy liền. Chạy liền. Này. Được. Ép vào này trông hơi đần độn tí. Thương bắt giữa rồi nhé. Ừ, một thương bắt giữa. Ui giời, choáng quá đẹp. Đỡ không mất. Cái trận này mình sẽ đánh gì nhỉ? Mong tí nữa ra 16 ra một cái thẻ gì đó mình dùng được thì sẽ ok hơn. Còn nếu không mình sẽ đánh một teo, một QC, một ma tộc với cả một con gì đấy à? Dự định là như vậy à? Rồi luôn này. Ok quá này. Tặng hai con thì thôi. Mày không biết cho gì vào, mình cứ để tạm mấy con kia ở kia đấy. Cứ xin bán đi một con cũng được. Tạm Vera mình bán đi một con cũng được. Mà lúc ăn choáng này. Pain còn chưa kịp tanh. Đã thắng rồi nhỉ, thắng rồi mình bán con Vera đi phát. Cái teo này còn có cả quyền triệu đấy ha. Chúng pha rồi uy tín đấy. Tự nhiên ra một đống tướng ạ, may thật. Rồi game mà may mắn ạ. Rồi rồi. Thấy luôn. Ok chưa? Ok chưa, 10 điểm chưa? Cái gì nữa nhỉ? Quét bay xuống đi. Thôi quét đứng lại tanh đi. Quét đứng lại tanh đi. Cho bán đu máy xuống rồi xem nào. Xem có tác dụng gì không? Tác dụng gì không nào? Bán đu máy xuống rồi, nó chôn góc đấy luôn. Trừ khi nó chôn ngược lại thì hơi hơi đần độn nhưng mà chôn cái gì ấy? Chôn cái yếu máu nhất đúng không? Đần độn chỗ đấy. Thử phát cho chàng nhé. Sẽ có thể thử một phát. Chọn crack.
lâu. Thế mình chơi được nha. Cái thuyền bóng này đi. Tạo mình còn Crash 2 trước Vera. Vera là phụ em. Vera mình có cũng được không, có cũng được không. Quét đứng trên. Thế cho mình Chrissy 2 đồ đi. Tanh châu luôn này. Thêm một tướng nữa mình thêm con Vera, thêm con Thê, thêm con Lốc gì đó thôi. Thêm 8 con. Cái phép này. Ủa thương bắt đáy bên này à. Không kịp chạy anh em ơi. Tí nữa mình chạy xong. Cát bên kia. Bắt được một cát này. Chứ chưa được phát nào sao ấy nhỉ? Mandu này mẻ hơi hơi phế rồi. Sẽ để con Red bay xuống à? Red bay xuống thì ai tanh? Sẽ để con Kha'Zix bay xuống nhé. Ủa. Thử xem. Thử một tí xem. Biết đâu lại là một chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Rồi không thấy một con tướng gì luôn vậy. Không thấy một con gì cho mình chơi luôn vậy. Ê buồn cười nha. Rồi chôn quả cũng đẹp đấy chứ, chôn quả cũng uy tín đấy chứ, trong lúc nó bóp lúc nó không bóp anh em. Kha'Zix ở giữa cũng làm được việc kìa. Đây này chắc đi kìa. Mang cao một này hơi quèn tí nhưng mà vẫn chơi được, vẫn được. Chết kiếm Celica phát nha anh em nhé, cần có Celica đấy. Cần một tí Celica đấy. Chưa có rồi. Mình cho con này vào đây đi. Mình cho cái thương này cho Malok đi. Malok cổ đi. Malok cổ 3 đồ đi. Hay kết cũng được. Thế thì mình ném thương cho con Crab đi vào đánh hay kết cho con này đi. Và pháo thủ này mình đã tặng cho con này đã tặng nữa nha, không biết ném cho ai. Thế trận này mình sẽ chơi gì nhỉ? Có một cái thẻ pháo thủ à? Có một cái thẻ pháo thủ à? Thế thì làm sao bây giờ anh em? Thế thì làm sao nhỉ? Một Celica này, một con Teo này, một con Chrissy và một con Volcat tay. Đúng không? Mình sẽ bỏ con Thê này đi. Hiện bây giờ thì cứ cầm lại cho anh em đỡ phải chơi đã, nhưng mà tí nữa mình sẽ bỏ con Thê này đi. Malok 2 thì ở lại tanh một tí cũng được, nhưng mà có sách thành có giáp của mệnh đúng không? Ok, ném đồ cho con cát được này. Celica chắc bắn, cứ bắn tay thôi, xong rồi cho nó cái hai kết này. Nếu mà ra con thêm 2 mình chơi thêm 2 cũng được thay vì chơi con cát. Thì sách thắng em sẽ đánh cho con teo. Nhưng mà lại bắn teo 1. Đi cô thôi anh em ơi, đi cô lên tìm Celica phát nhé, chứ ứng ở đây tìm hơi khó. Tìm đây có 5% thôi. Lên 15% tìm nó dễ. Cô thôi. Điểm của Malok 2 là cũng tanh tanh cũng ok rồi. Lại không chạy kịp này anh em ơi. Vẫn mất mạng, mạng floor để kia mà. Không quên chạy. May không gặp. Một phát. Quét không nộ được phát nào. Nộ là một phát này. Ui đẹp thế. Đúng giây cuối ạ. Theo mình bên kia cũng bị hơi bị lú tí. Mề tí. Xong đánh châu lại đi. Nhớ Celica em hay quên Celica ít khi nhìn nó. Một phát nắp này, hai nắp, ba nắp. Khi bắt đầu xoay xuống được rồi ấy nhỉ? Cần xoay xuống bắt mấy con Nakoth này không?
Không, thì con Nakoth này nó hơi phèn. Bắt cũng được nhưng mà mỗi bạn có thương nên là mình cũng không định. Cảm giác bắn ở trên góc trên kia sẽ nhiều hơn, ít thương cũng nhiều thương hơn, mình bắt đáy thì ngon. Em cần gì, cần thêm cái truy hồn này, cần thêm sách thánh nữa, thêm hai sách thánh mới uy tín. Lốc để hai thôi nhé, không cần để lên đấy. 20 thì lên cũng được nhưng mà cũng không thích lắm nhỉ. Trong crack. Bắt này đi. Quy đồ kia. Dây cuối mình chuồn sang bên này. Quét bên kia gánh quá. Quét gánh cái góc bằng đầu bên kia quá. Chưa ra Silica anh em ơi. Em chưa đợi Silica mà chưa thấy. Truy hồn này. Cần có truy hồn nữa. Cái thế này mình cho con Crest à? Không mấy kỳ mà thôi cũng được. Bây giờ mình có muốn ném một cái thẻ pháo thủ cho con teo nhỉ, nhưng mà tôi thấy phải có một con gì cầm đồ. Con teo đang cầm đồ khá là ngon này. Silica này cho Silica nhé, muốn cái hai kết để cho Silica nữa anh em, nhưng mà chưa có von cát nên mình sẽ chưa thay vào được, nên mình phải ít cô tiền đi bán cho mấy con này đi. Eco chút tiền anh em ơi. Eco chút tiền. CK muốn đổ gì ấy nhỉ? Cái này thôi nhỉ? Phải nó rất phòng mệnh. Cái này uy tín rồi. Cho CK cái này là xịn lắm rồi. Không đòi hỏi gì thôi. Omen xuống đây cho mèo luôn. Nakoth có chui được vào đây không? Nakoth ở hai góc Nakoth kia. Ok, không chui vào đây. Rốt này ớt kìa. Này thì nghe phải rốt này. Vòn cát của chúng tôi à. Vòn cát của chúng tôi à. Bao nhiêu đam? 11.000 đam à. Thêm tí đồ anh em ơi. Đồ này chưa xịn lắm. Thêm tí đồ xịn xịn đánh cho nó ngon nghẻ hẳn lên. Tức là mình muốn cho nó hay kết cơ, giờ mình chưa có vốn cát để mình thay thay đồ con teo sang. Chưa có vốn cát. Kiếm con cát tí không? Kiếm con cát khó nhỉ. Ô chết rồi bạn ấy. Ê, hơi vội nha, 16 máu. Mình chưa Silica 2 chưa có gì, trận này chưa có gì mà đã thắng à? Hay thôi bỏ teo chứ đã thắng đâu, có con cát hai kia chắc bạn này vẫn sống được ấy, sống được không vậy?
Cũng khỏe đấy, trông cũng khỏe đấy, trông cũng cũng có vẻ khỏe khoắn đấy em ơi. Chắc là chưa thua đâu, 16 máu à, thôi thôi thua xuống đây chứ kịp đây gì cả. Khỏe phết nhở. Thế kể ra cái thẻ pháo thủ này cũng hay phết nhỉ. À không, cái trận này tại mình khỏe, quên 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 sách thánh này rồi thương này rồi tăng teo, lỗi nhầm trận, do tướng nó khỏe chứ không phải do mình, do cái pháo thủ khỏe. Nhưng mà anywho vậy thôi, mình đến đây cũng kết thúc rồi. Thì clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ok, bye bye.